Lời nói đầu tiên cho con xin gửi đến cô bác xa gần trên cộng đồng mạng các nơi một ngày mới được an vui, thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm mau thành. Và con xin gửi là tri ân và tặng một bài thơ gọi là Tự Con Ứng Khẩu đến cô bác xa gần. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Nên mình là sáng suốt soi đường, tệ là duyên giác đồng nương tu hiền. Rồi ngày nay trên bước nói liền, gương hiền của Phật tòa chương màng, đến đâu cũng được họ hàng, bà con cô bác đồng mang nỗi niềm. Rồi ngày ngày tích đức tu thêm, lập gương hiền đức tòa chương phán hồi, ngày đi ngày cũng đắp bồi chỗ quê hương đất Việt, đứng ngồi được yên. Đó là lời đầu tiên Thí Dũng Thái mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn thân mến, chúc mọi người có một ngày mới sức khỏe dồi dào, thân tâm lúc nào cũng được an lạc. Và sau một tuần lễ, Tiến Dũng trở về thành phố Hồ Chí Minh để hợp tác cùng với công ty sản xuất nhạc Bozo. Hôm nay thì Tiến Dũng đã thu âm được 50 bài và quay hình 50 bài rồi. Thì sắp tới này đây Tiến Dũng sẽ ra mắt quý vị một cái kênh YouTube chuyên về nhạc Bozo trữ tình để cho bà con mình được nghe qua. Cái kênh đó tên là Tuấn Dũng Bozo. Khoảng một tuần nữa thì Tiến Dũng sẽ sản xuất. Thì hôm nay Tiến Dũng đến đây để chia sẻ với vị một cái video rất là đặc biệt. Đó là chị Úc Đăng ở tại xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành. Chị có một cái biệt tài ứng khẩu thơ pháp rất là hay, rất là ý nghĩa vậy. Tuy là trình độ của chị không có học vấn cao, hay hoặc là chị học những trường lớp về thơ văn, nhưng mà khi chị ứng khẩu ra là nó sẽ có những cái bằng thơ. Mà đặc biệt là chúng ta gần đây xem những cái video của chị Diệu Sinh ở Tiền Giang đó, thì chúng ta thấy những cái bằng thơ của chị Diệu Sinh cũng rất là tuyệt vời. Nhưng mà tuy nhiên thì những cái bằng thơ đó nó đã được chép ra sách vở, cũng như là đã giống như là chị đã thuộc lào rồi lâu rồi. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ gặp một cái chị Úc Đằng. Chị Úc Đằng có một cái biệt tài là ứng khẩu thơ pháp. Thì ngay sau đây tôi xin mời quý vị chúng ta hãy vào bên trong nhà của chị để gặp chị Úc Đằng nha. Rồi xin mời bà con mình nha. Đây là con đường chúng ta đi vào bên nhà của chị nè vị. Dạ. Dạ chào chị Úc. Dạ cho em gắn cái mít cái này. Rồi, hôm nay mặc cái bộ đồ đỏ tươi nhìn thấy dễ thương quá ha. Chị đang làm gì vậy? Đã hái rau vô lẫn nấu cơm trưa. Hái rau hả? Này là rau lan. Ồ, rau lan này là mình trồng nhà. Là trồng nhà là nó thiên nhiên gì luôn hả? Thiên nhiên, không có phân bón thuốc gì hết. Chỉ tưới nước sạch và ăn. Vậy hả? Dạ. Rồi thì hôm nay em lâu quá rồi mới gặp lại Tiến Dũng. Chúc mừng chị ạ. Dạ tâm chị. Tại vì em biết chị có một cái tài nghệ rất là đặc biệt là chị ứng khẩu thơ pháp. Yeah. Đó, coi như là mình không có soạn trước hay hoặc là gì hết mà ứng khẩu ra là thành thơ. Đó, thì thôi bây giờ hai chị em mình vào bên trong nhà để chia sẻ, tại vì em ngoài này nó cũng hơi nắng á chị. Dạ thì bây giờ bên trong đây là trước cái nhà chị nữa vậy. Rồi giờ chị thường ngày là chị ăn chay hay là ăn mặn? Ăn chay. Ăn chay. Chị ăn chay 35 năm rồi. Ăn chay 35 năm rồi. Yeah. Wow. Trời ơi. Siêu phụ luôn. Tiến Dũng mới ăn có năm mấy, chị ăn ba mấy năm mà quý vị, phải nói là quá khứ nha. Cái này là những cái cây này là trước cửa nhà mình là trồng, mình trồng lâu chưa chị? Trồng hoài vậy đó, nó hết tốp này cái trồng lại tốp khác. Trồng nó có nhiều đây đất trống này nè, mình trồng kiếm ăn hàng ngày. Em thấy có cái cây mai này đẹp quá chị. Cái cây này nếu mà tỉa lại mà làm hình dáng là chắc đẹp lắm nha. Mà mình không biết
trồng để cho có đẹp tới mùa Tết á. Cái nó chỗ bông ra. Vậy cái hả? Nó đẹp trong qua mấy ngày Tết. Mình không nhờ cái nghệ nhân nào mà người ta chuyên về chăm sóc mai đó, ta làm được kiểu rồi nha, nó đẹp hơn. Cái cây mình này không cái biết, dáng rất là đẹp nè. Không biết người. Vậy hả? Dạ, không biết người và thành ra chị sen sen kẻ nè, sen sen trồng ở dưới này mớ rau sạch nè. Trồng rau sạch. Thơm nha, rồi đấy để mình ăn. Vậy ha, ở đây là trồng đủ các loại rau nè, là... cái ít ít gì đó. Rau này rau gì em quên rồi, lâu quá. Rau răm. Rau răm. Rồi. Rau cần gì lá, rồi đây rau rau gấp cá, rồi đây thì rau như là thơm. Những cái rau này là coi như là chị khỏi đi chợ luôn rồi. Không, không có đi, chị ít có, chị không có tốn tiền mua đồ gãy tiêu đâu. Ăn cây nhà lá vườn luôn ha. Cây nhà lá vườn. Như vậy là chắc là nó tốt hơn chị ha. Dạ. Wow. Cây bồ đề thì tự nó mọc. Ủa? Là cái cây bồ đề là tự mọc lên luôn đó. Là mình không có trồng hả? Không. Không. Tự mọc cái gốc bồ đề tự mọc trước cái nhà luôn vậy hả? Tốt vậy? À. Nghe em nghe nói là cái trong nhà mà mọc một cái cây bồ đề á, là tức là trong nhà có một cái người biết tu đó, biết biết về đạo pháp mà kia, nó mới có được cái duyên lành gì đó nghe. Dạ. Cái cây nó mọc đó, nó mọc chắc cũng cả chục năm rồi mà ông Tư cũng không cho nó xuống đất, ông sợ nó bự ra nữa rồi mình đất nó không có bao nhiêu á. Dạ. Rồi sợ nó bít ở đằng trước rồi không có cái đường đi ra đi vô. Cho nên ổng cứ kê lên chút gì nè cho nó bám chút xíu đất vậy đó à. Rồi cho nó lên vậy đó. Vậy ha, là để trên để cho nó cái chậu nhỏ nó, vậy đó. Chậu nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi. Đó nó mọc ở trong bên hông á, bên hông tường đó, ngay trong tường luôn cái rồi bứng ra rồi cái làm lại vậy đó. Vậy ha. Bên trong là chị cũng là đạo thầy hả chị ha? Đạo thầy. Bây giờ thờ cũng rất là trang nghiêm ha. Thôi giờ hai chị em mình có thể ngồi xuống đây để mà mình lâu quá không gặp chị hỏi thăm chút xíu ha. Rồi em lâu ngày gặp lại chị thấy chị cũng tươi tắn nè. Vui vẻ nè, lúc nào cũng tươi trẻ ha. Lạc quá. Cho em hỏi là chị năm nay bao nhiêu tuổi chị? Chị gần 60 rồi, 55 rồi. 55 tuổi rồi. Chắc do có lẽ là do chị lạc đạo ăn bằng cho nên là không có suy nghĩ nhiều đúng không? Không có suy nghĩ. Tại vì sống ngày nào mình tính ngày đó vậy đó. Không có tính ngày mơ ngày mốt hay gì hết, không có tính trước ngày. Không tính trước. Ngày nào có ngày mình tính chọn ngày đó thôi. Vậy hả? Ngày mơ tính sau nữa. Rồi anh chị ở đây là mình tu tại gia. Tu tại gia. Rồi ăn chay hành đạo ba mấy năm rồi? Ba mấy năm. Từ khi mà chị biết đạo là bao nhiêu tuổi? Hồi nhỏ thì chị là không có mẹ. Mẹ mất rồi cái rồi lớn lên cái rồi bà nội á thì đạo bên Cao Đài. Rồi hay đi chùa với bà nội. Bà nội thì ngày xưa bà nội đây ha, tại vì vô trong mát rồi. Rồi. Bà nội thì hồi xưa bà nội bên Cao Đài ăn chay tháng 10 ngày. Nhưng mà chị cũng theo bà nội đi chùa, đi thánh thất Cao Đài đó. Rồi cái khi tới 12, 13 tuổi cái bị giống như bị, nếu mà đời thì người ta gọi là chị bị bệnh thần kinh. Nhưng mà nếu mà bây giờ đạo thì cho rằng mình chuyển căn từ nhỏ, mình bị giống như bị hành căn đó. Từ thời nhỏ vậy ha. Rồi chị bị lìa xứ quê hương xứ sở, chị đi hồi xưa chị đi vô rừng nhiều. Đi chung rừng quan vậy nè. Rồi đi đêm đi hôm vậy đó. Rồi sau tới 16 tuổi 17 tuổi đó chị mới về chùa Bà. Chùa Bà Châu Đốc. Về chùa Bà Châu Đốc rồi cái sau chị mới nguyện với bà, mà hồi đó chị không có biết gọi bà là bà, chỉ kêu một Phật không à. Phật ơi cho con tỉnh tuồng lại giống như hồi nhỏ vậy đó. Nhỏ tóc chị ra như có nó bùng ra, nó bùng giống như người đanh vậy đó. Vậy luôn hả? Rồi cái chị mới nguyện chị xin thôi cho con xin cái mái tóc trở lại hồi như xưa vậy đó. Cái về chị mới cạo, chị mới xuống tóc xong luôn. Nó ra cái... là lúc đó là cái tóc của chị giống như nó bùng ra là nó bị đanh vậy đó. Là lúc đó mười mấy tuổi? Lúc đó khoảng 15-16 tuổi vậy. 15-16 tuổi là nó đã có cái nó đã có biểu hiện tượng rồi đó. Nhưng mà rồi cái chị mới sinh chị về, cái chị mới bị ông già gầy quá, ông già nói chị uống tóc gì mà kỳ cục, người ta uống đẹp đẹp hơn, người ta có vợ có con, còn này cái gì mà nó đanh da gì rối nữa thì ha. Nó rối à. Rồi mình hồi xưa nhỏ đâu có biết lời lẽ gì nói chuyện. Thí dụ như bây giờ thì mình còn biết, nói con không có uống mà tự nó vậy. Không có, không dám nói mà cũng không biết trả lời gì hết trơn á. Giờ cái mấy chị mới buồn quá, chị mới cạo một lớp đó. Cạo một lớp đó rồi sau nó ra lớp sau thì nó suông trở lại. Nó suông trở lại thì chị nguyện chị xin là cho con xin lại cái mái tóc như hồi thở nhỏ. Hồi nhỏ tóc chị dài lắm, bây giờ vẫn dài, giờ xả xuống cái gần tới đầu gối rồi. Vậy luôn ha.
rồi cái chị mới sinh, sinh thì được cái mái tóc vậy, rồi cái người bắt đầu mới chuyển căn chị đi, đi cái người chị mới về vùng núi nè, về vùng thánh địa của thầy, rồi cái chị mới quy y theo thầy, rồi cái chị mới tu, rồi chị mới cúng lại niệm Phật, cái bài cúng lại bên thầy đó, rồi từ từ cái nó bình thuần trở lại, từ cái nó tỉnh lại, rồi cái chị đi chùa, đi chiền, đi núi, đi non, đi các nơi mà mấy chục năm nay vậy, rồi hành vậy tới cỡ mà chị bị chuyển căn hành đó chị, 10 năm chị ăn rau, chị không ăn cơm. Vậy luôn hả? Coi như là ăn toàn rau củ quả. Ăn rau củ quả vậy nè. Không có ăn hoa cơm luôn. Không. Tới 10 năm sau vừa cái chị mới ăn mì trở lại được. Ăn mì trở lại được cũng thời gian chị cũng không có biết là không có nhớ là mấy năm. Rồi cái rồi từ từ chị mới ăn cơm lại. Ăn cơm lại rồi cái sau có tới thời gian mà bị hành nữa, bị hành thêm một chập nữa là mấy mươi ngày chị uống nước không ăn luôn. Uống nước lọc mình nè, nước phán mình nè. Rồi tới cỡ vậy đó rồi, sau này nữa rồi chị mới tỉnh lại. Ê, nhờ chị cái công phu cúng lại tu tập, rồi chị trì kinh niệm Phật. Rồi chị mới đi chùa chiền chị lại lễ Phật, rồi nó mới tỉnh lại. Tỉnh lại thì chị sống giống như lạc quan lắm. Giống như chị cái thân thì cũng bệnh đó, bệnh thân đó. Mà vừa bệnh thân mà vừa bệnh căn, bệnh nghiệp. Nhưng mà chị sống lạc quan, chị không có nghĩ tới cái bệnh nữa. Mình sống giống như mình với cái bệnh nó chung một bản thể gì đi. Mà nó hết thì mình hết nó hết. Mà một là mình hết lạc quan cái tư tưởng, mình không có đặt nặng tới nó. Hai là mình hết đời thì nó cũng hết, đâu còn bám đâu nữa mà nó đục nó khuấy. Cũng do nên cái nghiệp kiếp trước của mình tạo, mình gây cái quả bất lành. Cho nên kiếp này mình phải trả. Cho nên mình biết gì thì mình sống an lạc. Chứ cái chị, bệnh của chị là nếu mà nói về bác sĩ đi coi bà khám là bác sĩ nói chị ung thư. Ung thư từ người thứ hai. Vậy luôn hả? Có bệnh ung thư nữa? Có. Tại vì ung thư tử cung mà. Nhưng mà chị sống lạc quan lắm, rồi chị cũng không cần, không có uống thuốc, uống men gì hết á. Rồi chị cứ tụng kinh niệm Phật, rồi cúng lại, rồi ăn chay vậy đó. Rồi chị nguyện với Phật là con sống thì con gửi nạc, con thác con gửi hồn. Con nguyện hết kiếp này là con tu. Bây giờ coi như cái thân con không còn nữa. Coi như con cống hiến mấy chục kg thịt này cho Phật Pháp. Cho trăm họ. Thì bây giờ bất cứ nơi nào mà huynh đệ cần thiết. Điều gì nếu cảm thấy mình trợ duyên được, mình cứ trợ duyên. Thí dụ như người ta có của thì người ta trợ duyên bằng của, mình có công mình trợ duyên bằng công, còn không thì mình trợ duyên bằng lời nói. Để cho người ta giót ăn hộ, người ta tu. Vậy đó. Tại vì mình lấy cái mà của mình nè. Mình lấy cái thân của mình hiện tại là mình định bệnh đau vậy đó, mà nhờ cái sự tu tập, nhờ cái sự quyết lòng tu thì ở trên quá giải cái nghiệp lần lần, thì tự nhiên từ từ cái nó tháo nghiệp ở trên quá giải cho mình lần lần. Rồi mình sống lạc quan, mình không nghĩ ngày mai mình phải như thế này, cưỡng lát nữa mình phải ăn cái gì ha, hoặc là mình sống cách làm sao mà thật sự với Tín Dũng là mấy chục năm nay rồi, từ khi mà chị bị hành căn, bị chuyển căn, bị tu, bị đi, bị đứng là chị không làm ra được cái gì của thế gian này gọi là có đồng tiền. Nhưng mà chị vẫn sống an lạc. Vậy ha, cũng vẫn vui vẻ ha. Vẫn sống vui vẻ. Cái đó gọi mà là lạc đạo an bằng xã thân tu tỉnh đó chị ha. Cho nên chị không có phiền, giống như là mình không có phiền. Mình biết rồi, mình biết cái là nó vô thường, không biết đến với mình, nó cốp cái thân mạng mình giờ nào. Cho nên mình cũng phải chuẩn bị tâm lý rồi. Đến giống thể là cái thế giới này, cái ngày mình đến mình cũng không biết, mà mình đi mình cũng không hay. Cho nên mình sống an lạc đi, mình chấp nhận những cái gì nó tới đến với mình. Nên là vậy. Cho nên là chị bị chuyển căn từ đó là từ lúc mà mười mấy tuổi đó. Đúng rồi. Rồi chị đi như vậy là lúc đó là người ta nghĩ mình là bị tâm thần không? Đúng rồi, nghĩ là mình bệnh tâm thần. Rồi lúc đó là chị có ứng khẩu được thơ pháp chưa, hay là chị có ứng khẩu được thơ pháp gần đây thôi? Có. Lúc đó là chị hồi xưa thì ít. Giống như đủ duyên thì mình nói vài câu hoặc là mình cất giọng lên vài câu, thí dụ một đoạn ngắn nào vậy thôi. Chứ mình chưa có được lưu thông mà ăn thông với tâm linh vậy là được dài. Nhưng mà thời gian khoảng chừng 10 năm nay thì 10 năm nay nó được là được lưu thông, giống như là chị ứng ra là có thơ, ứng ra là có thơ. Chứ người ta thì còn nhập ra nhập vô, còn chị thì không có. Giống như
giống như mình sống với từ vô hình cho tới mình là sống chung bản thể. Yeah. Giống như không có còn mà ra vô nữa. Giống như mình là người ta mà người ta là mình vậy. Nhưng mà hồi lúc mà cỡ mười mấy tuổi đó là có ai nhập vô chị không? Có làm không. Cũng không có nhập luôn. Chị cũng không có bị nhập. Mà chị có nằm mộng mị mình thấy gì lạ, điều gì lạ không? Có chứ. Hồi đó chị, cái thời mà chị nằm, chị ngủ, chị thấy đó là giống như hồi đó chị có một chị kết nghĩa. Yeah. À, chị đạo kết nghĩa. Thì bây giờ chị mới gọi là đó là chị đạo, chứ hồi xưa thì không có nghĩ là chị đạo. Yeah. Mình không có biết kêu bằng đạo là gì. Yeah. À, mình cứ nói tỷ năm. Tỷ năm. Ở Gò Quao. À, là năm Gò Quao đó. Như là huynh tỷ đó, là huynh đệ đó. Huynh đệ đó à. Yeah. Cái thì chị mới nằm, chị ngủ, chị thấy trong cái giấc ngủ mà hồi đó chị chưa có về vùng thánh địa này đâu. Yeah. Chưa có biết thầy là ai, chưa thầy biết, là gì chân đạo, á. Cháu Hảo là gì. Chưa hả? Biết. Yeah. Chị nằm, chị ngủ có một đêm đó, chị ngủ chị thấy có hai người mà bây giờ thì chị nghĩ rằng là thầy với mẫu. Mà hồi đó chị thấy đứng trên một cái tấm ván á. Yeah. Mà chị nghĩ là cái tấm ván luôn nha. Chứ không phải đứng trên cái chân không mà không có cái gì đó. Đứng trên cái tấm ván vậy đó. Có một cái bệ gì. Dạ đúng rồi, đứng đứng lên để đỡ chân đó. Yeah. Là chị thấy thầy á, là thầy mặc mặc áo dài khăn đóng nha. Thầy mẹ thì giống như cái hình thầy vậy luôn hả? À, nhưng mà khăn đóng nha. Ừ. Còn mẫu thì mặc nguyên bộ đồ đen mà thắt lưng vậy nè. Dạ. Yeah. À, giống như trong cái tượng tranh chứ không phải là trong cái tượng mà tượng sa măng. Dạ dạ. Thì thầy mới dỗ cái đầu của chị vậy nè. Thầy dỗ vậy đó. Thầy chị đồ dỗ chừng dỗ gì tới á. Đụng á. Thầy mới dỗ, thầy kêu về dự lễ thầy mà chị nghĩ hồi đó chị đâu có biết thầy là tức gì. Tức là thầy chị thấy thầy đứng lên như đó, chị lại thầy dỗ lên đầu chị. Thầy dỗ lên, thầy kêu về dự lễ thầy. Tức là thầy mặc cũng bộ đồ áo dài đen rồi luôn. Đúng, áo dài mà khăn đóng, khăn giống đóng như dạ, đậu dạ. Cái mắng lên vậy à. Cái rồi cái chị mới nói, ủa thầy là ở đâu, thầy là ai? Dạ. Mình chưa từng nghe cái câu này. Ừ, sao vậy? Cái rồi sao tự nhiên có tỷ năm bả đi bán lá, dạ. Đi ngang. Thì bả chết cái máy ở ngay trước cửa nhà chị á. Rồi đó chị ở Trung Lung á, ở trong đồng Trung Bưng vậy đó. Yeah. Thì chị ở dưới mé sông, chị có trồng một hàng lá. Yeah. Để lần mà tới mùa lúa lần mình cắt lúa, lần mình cắt lát, mình phơi héo héo, lần mình cắt lúa, mình bó lúa đó. Yeah. Thì tới đó cái máy nó bị hư. Cái chị mới ghé tấp vô, chị thấy đám lát. Chị mới thấy đám lát, cái chị tấp vô, cái chị mới hỏi chị mua. Cái chị mới nhìn chị mới đi ra. Thì chị mới nhìn chị mới nói, ồ ở đây mà có người tu, có căn hen, có tu bên thầy. Chị mới nghe cái trực cái câu mà tu bên thầy đó. Dạ. Yeah. Chị mới nhớ trực lại mà cái mình nằm chim bao là khoảng chừng đôi ba ngày trước rồi. Dạ. Yeah. Đó. Rồi cái chị mới hỏi, ồ thầy là cái gì, thầy ở đâu? Cái chị mới chỉ mới nói vậy vậy. Thì chị mới nói, đồ em khoảng chừng 3-4 đêm trước em ngủ em thấy có một ông đó. Yeah. Với một cái bà đó mà đứng trên vậy đó. Vậy đó mà kêu em về dự lễ thầy. Yeah. Mà em không biết thầy là ở đâu, thầy mà là chị ai. Không biết cái ngày lễ không là ngày biết mấy luôn là không biết mà. Tại vì dùng dưới cách mạng, dùng dưới Vĩnh Thuận U Minh đâu có đại mà tu bên thầy đâu mà biết. Ở dưới ít có người theo không đạo. Có người, không có người tu. Dạ yeah, dạ. Yeah. Ừ. Đó thì tỷ mới nói tới bữa 18 tháng 5 mà lúc đó khoảng mùng 10 rồi. Dạ. Yeah. Mùng 10 tháng 5. Nếu muội đi thì tỷ qua tỷ chở chuyển cho đi. Yeah. Mà thật sự với em thì đó chị nghèo rồi, cái rồi mình ở trong lung rồi mình mặn đầu tắt mặt tối đâu có biết cái gì là cái gì, mà cũng đâu dám hứa là vì tiền bạc không có nữa. Yeah. Đâu dám hứa. Cái chị mới nói em dám hứa tại vì em không có tiền. Chị mới nói thôi giờ bán cho chị một ghe lát này đi. Yeah. Chị cắt rồi chị đi về bển chị dịch chẻ ra rồi dịch kiếu bán rồi lấy tiền đó ra mà đi qua chuyển cho chị đi. Dạ. Rồi cái chị nghe nói vậy thôi chị cho luôn ghe lát rồi về rồi bán gì đó chị cũng không biết nữa. Nhưng mà tới khoảng gần 16, gần 16 chị qua. Chị qua chị mới chuyển cho chị đi thì chị đại thọ hết trong một cái chuyến đi đó. Dạ. Đi chuyến đi đó về tới tổ đình Hòa Hảo, tới chùa An Hòa Tự. Chùa bây An giờ Hòa Tự trước ha. Cái chị mới thấy cái hình thầy, chị mới nói trời ơi thầy đây ông này. Ồ. Tự nhiên rồi làm như cái luồng điển chụp chị rồi chị biết đứng chích chân vậy nè. Rồi nước mắt chị khóc tức tử, chị khóc dữ lắm. Cái chị khóc khoảng chừng 5 phút á, tỷ năm mới nói thôi gì được rồi, người ta cười chết, đừng khóc nữa. Rồi cái bắt đầu chị mới nín mình dứt, giống như bây giờ mà mình nói mà mình còn nghẹn ngào. Dạ, yeah, chị có việc xúc động ha. Trong, yeah. Nó gỡ lại nó còn. Dạ, yeah. Đây là cảm xúc thật mà.
giống như mình được đủ duyên. Dạ dạ. Nhưng mà mình đầu sanh vào cái biển nghiệp. Dạ dạ. Cái nơi mà không có đạo. Dạ. Không có người tu, không có ai hướng dẫn. Dạ. Rồi mình bị chuyển căn, mình đi, mình khùng thì cũng tự mình không à. Dạ. Chứ không có người đỡ đầu mà để hướng dẫn, để xây chuyện cho mình đi. Dạ. Đó, cho nên lên rồi tự nhiên cái cảm giác mình thấy như vậy đó, rồi nước mắt khi ở đâu mà chị nó đến tuôn. Chùa và tự chị gặp cái chân dung của thầy rồi. Dạ. Là chị thấy quá là giống trong cái giấc mơ của chị là đã gặp được thầy. À, đã gặp được thầy. Đã điểm đạo chị, giống như điểm đạo đó là dính dính lên đầu chị. Dạ. Là kêu chị về phải dự lễ. Đúng rồi. Ờ, quá mong nhiệm. Rồi xong cái đi về rồi cái người không còn mần được nữa. Dạ. Nó bị bệnh tới luôn rồi, nó bị ở nhà thì giống như mình nhồi máu cơ tim vậy đó. Mà đi không kịp là nó chết liền chết mà không kịp từ chối đó. Mà đi ra khỏi nhà một đoạn thì nó khỏe, nó nhẹ lại. Ở nhà là nó mệt quá. Ở nhà về nhà là nó mệt rồi, cho nên con chị đó là 30 mấy năm. Chị không có đối hoài tới đứa nào hết. Không dám dòm tới. Dòm tới là mệt, rồi không thì mình không bệnh thì nó cũng bị nạn. Thành ra cái số mình phải xa xứ. Phải đi hành đạo. Phải đi tu tập. Nhờ cái nhịp cầu mà cái duyên thầy chuyển. Rồi gặp cô Năm á. Cô Năm cổ mới đưa mình về thầy. Cô Năm nào chị? Năm Gò Quao. Cô Năm Gò Quao. Rồi cái sau cái chuyển căn chị một thời gian mà chị đi về dùng thánh địa, chị đi quy y theo thầy. Cô Năm Gò Quao là phải cô Năm Nha Chầu không? Đúng rồi, cô Năm Chầu đó. Cô Năm Nha Chầu có một cái bài tài ứng thẩu khơ cũng rất là hay nha. Rồi cái chị mấy thời gian cái sau cũng chưa có hết bệnh nhiều. Quy y cúng lại theo thầy cũng chưa hết bệnh nhiều. Tới một thời gian rồi cái sau tự nhiên cái rồi ở trên á lập cho chị cái ngôi dưới đó. Rồi cái gì chị trì kinh, rồi chị hầu mẹ, rồi chị cúng lại, rồi chị hương khói, rồi gì đó, rồi sự tự nhiên cái chị hết dần dần. Hết bệnh dần dần. Rồi mình mới biết là à vậy là mình có cái duyên với thầy, với mẹ, rồi với cha, với các bà, các ông. Thì thôi giờ ở trên cũng thành lập cho mình, với chị có hai bàn tay trắng, chị không có cái gì để chị thành lập hết trơn. Chị lập lên cái ngôi nhỏ cũng không có, mà đó chị ham cái gọi là cái cốc nhỏ đó, chứ không có gọi là xin cho cái nhà hay là cái gì mà để cho nó to tát, không có. Là xin có vừa cái chỗ mình nghỉ ngơi thôi. Rồi cái võng máng lên đây qua anh kia vậy đó, rồi văn rồi niệm Phật rồi đi. Cho hết cái giờ lẫn đi luôn, tại vì nó mệt hoài, nó bệnh hoài mà. Giống như mình niệm Phật để chết á, để cho chết vậy đó. Như là mình cái thân này bỏ rồi á. Cái thân này bỏ rồi đó. Nhưng quyết chí theo Phật rồi. Quyết chí theo Phật rồi, không có nghĩ cái thế gian nữa. Cho nên em biết là bây giờ mình có tiền mình cũng đâu có làm gì đâu. Mình cũng đâu có xài gì đâu. Rồi đâu có còn cái mình biết có sống để mình hưởng hay không. Thôi không dám xin gì hết trơn, xin cho mình có cái sức khỏe để mình tu tập cho hết cái kiếp của mình thôi. Chứ không xin gì hết á. Rồi cô bác thương, rồi cô bác cho người 5-3 kg gạo gì đó, rồi nước tương, nước mắm gì chai đồ tương rồi đó, rồi ăn qua ngày sống đoạn tháng vậy thôi. Chứ không có dám cái gì nó xa hơn nữa, tiến xa hơn nữa thì chị không dám. Thử thật nó với lòng với em là như vậy. Coi như là kể từ khi mà chị trở về tổ đình là chị mới biết được Đức Thầy. Đúng rồi. Ở trong cái giấc mơ mình đã gặp như vậy. Là từ đó là về là chị chắc có lẽ là chị tinh tấn hơn nữa ha. Tinh tấn. Chị là hành đạo nó rút ráo hơn nữa ha. Tại vì chị trời khiến đầu sanh kiếp này là chị để tu thôi. Chị để tu thôi. Chứ không có biết cái xã hội này, cũng không biết hưởng thụ cái gì với ta. Chị có bao giờ mà buôn bán gì hay là mình làm công việc gì được không? Dạ không. Buôn bán là lỗ hay không sao? Được. Mình đi, chị cũng thử nhiều lần lắm. Giống như mình cải số lại đó. Mình đi mình làm mướn, đi làm công người ta. Mà người ta cũng đuổi nữa. Rồi không thôi cầm tới cái chén vô rửa chén cho quán người ta, rồi góp nguyên chồng chén bể trơn vậy, rồi người ta đuổi người ta chửi quá trơn luôn. Vậy luôn hả? Dạ, còn nếu không thì cái rồi vợ chồng người ta gầy lộn, cái người ta đóng cửa quán người ta đi xứ khác. Tức là chị làm tới đâu là quán ta dẹp tới đó. Quán ta dẹp tới đó. Rồi mình ra không dám làm gì hết trơn. Để cho người ta yên ổn, người ta mần ăn đi. Còn mình thì cũng ngày chỉ một bữa cơm thôi, chứ đâu có gì nhiều đâu mà mình buôn ban chi nữa. Với hơn nữa nợ mình cũng không có thiếu. Rồi mình cũng không có cái gì, tại vì giống như mình
đâu có bằng ăn gì đâu mà nợ nần. Cứ ngày trời xanh mình ra kiếp này để mình tu thôi, chứ không có để làm gì của xã hội chân á. Chỉ rồi, nhiều đó gì đó. Cũng như là những em biết chị là từ trước giờ chị ứng khẩu thơ để tặng cho đồng đạo đi núi đi non hay hoặc là những cái vị mà chị nhìn chị ứng khẩu đó, thì có bao giờ mà chị đã kết tập ra thành một quyển sách thì là của những bài thơ của mình không? Chị lưu ra không? Không có luôn. Dạ không. Rồi mấy chục năm nay không biết đường lưu. Ứng ra rồi là thôi, ứng ra là thôi. Dạ. Chị là dốt học mà, chị học chưa hết lớp 1 nữa. Trời ơi, học chưa hết lớp 1 nữa hả? Chữ nghĩa chị dở lắm. Chị là còn thấp hơn chị dự sinh nữa, chị là còn học được tới lớp 5. Còn chị là chưa học hết lớp 1 nữa. Không. Wow, nếu như vậy thì bây giờ... Nó bệnh đau hoài đâu có bệnh. Bây giờ là sẵn đây hôm nay thì hội ngộ cùng với chị. Và đồng thời nghe qua cái câu chuyện của chị thì em mới hiểu thêm nhiều hơn về cái tiến trình mà chị đã bị hành trang từ nhỏ rồi đi hành đạo đến khi mà chị lập gia đình mà vẫn không có đi làm cái gì được cái chẳng vị coi như là nó cứ hành như vậy hoài mà chị phải coi như chị đi núi đi non thì chị khỏe mà ở nhà thì ở nhà bây giờ nó có mệt không? Dạ ở nhà mà hơi lâu á không có đi đứng nữa thì nó mệt giống như nó bệnh gì đó người mần không được. Vậy thậm chí mình vô mình nấu mình ăn đó mà mình còn mệt đó. Bởi vì hầu như là em thấy các cái cuộc lễ nào của đạo hầu như là em thấy chị cũng có mặt hết. Chị đi hết. Đi không tới ngày lễ mà không đi bệnh. Bệnh. Ngồi vậy ta. Giống như tức mình... là chị đã có thử rồi hả? Những dạ có chứ. Có lúc mà cả năm nay về mình ẩn lại mình không đi nữa, bệnh quá trần luôn. Vậy luôn ha. Rồi cái mới chừng cả tháng ngoài nay mới đi cái dòng cúng quá trần đi. Đây rồi đi về Hà Tiên rồi về núi rồi đi ra miền Đông rồi xuống Cà Mau rồi về đi xuống Bạc Liêu rồi đi về về Hòn, đi Phú Quốc, đi về mới về hôm qua. Vậy ha, đi mình đệ rước đi. Huynh đệ về tại chợ cho mình đi là bao cho mình đi. Đi cúng nha. Thì bây giờ sẵn đây hôm nay gặp lại chị thì bây giờ chị có thể ứng khẩu những cái bằng thơ mà đặc biệt một điều là em đưa ra cái chủ đề rồi chị sẽ ứng nha. Chứ mình không có soạn trước hay gì hết. Cái này là Tiến Dũng rất là bất ngờ khi mà đến thăm chị rồi là bây giờ hiện bây giờ là có một vị chăn tu gọi là vị chăn tu của thời mạt pháp mà đang hành cái hạnh 13 hạnh Đầu Đà nè. Đó, vị này thì chắc em nói sơ là chắc chị cũng biết cái tên của vị này ha. Là sư hiện giờ đang là rất là được nhiều người ngưỡng mộ. Và đồng thời cái pháp hạnh tu của sư là rất là đặc biệt cũng như là làm cho chúng ta gợi nhớ về hình ảnh của Đức Phật hay hoặc là các vị La Hán đệ tử của Phật ngày xưa cũng hành về cái hạnh này và cũng đã đắc đạo. Thì bây giờ chị có thể tặng cho khán giả cũng như là sư Minh Tuệ một bài thơ nói về cái cuộc đời hành đạo của sư là như thế nào đó thì tùy chị. Mời chị ha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô con cung kính Phật, con cung kính Pháp, con cung kính Tăng, con cung kính Thầy Tổ, các đấng thiêng liêng, cha mẹ thiêng liêng, Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên cho con xin gửi đến cô bác xa gần trên cộng đồng mạng các nơi một ngày mới được an vui, thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm mau thành. Và con xin gửi là tri ân và tặng một bài thơ gọi là tự con ứng khẩu đến cô bác xa gần. Và Nam mô A Di Đà Phật. Nơi mình là sáng suốt soi đường, tệ là duyên giác đồng nương tu hiền. Rồi ngày nay trên bước nói liền, gương hiền của Phật tỏ chương màng, đến đâu cũng được họ hàng, bà con cô bác đồng mang nỗi niềm. Rồi ngày ngày tích đức tu thêm, lập gương hiền đức tỏ chương phản hồi, ngày đi ngày cũng đắp bồi chú quê hương đất Việt, đứng ngồi được yên.
đó là hạnh đức nói gương của đời mau ngoan cho mọi người đồng tu. Thế gian ai cũng giống dù của người tu sớm tối công phu để lòng mới mong thoát cảnh trần hồng trở về cực lạc non bồng để vui thay. Một bài con gửi hôm nay chúc cho cô bác ngày ngày an vui đường tu dơi bớt ngắm ngồi bãi bụi sớm tối là tình thương của Phật Đà. Thôi thì ít tiếng nôm na mượn trong ngôn từ ngân nga làm quà gửi cho cô bác gần xa một ngày tốt đẹp và đã qua thăm những bấy lâu đạo pháp tưng bừng người tu sớm tối vui mừng tội thay. Thôi thì tạm dứt hôm nay chúc cho cô bác tương lai đạt thành. Mô A Di Đà Phật. Dạ, phải nói là bằng thơ nghe nó thấm thía và ý nghĩa, và đặc biệt là cái chất giọng của chị nghe nó ngân nga mà nó vang mà nó trong trẻo. Đây là bằng thơ này là tặng riêng cho Siêu Minh Tệ. Nghe phải nói là rất là hay quý vị ha. Thì ngoài Siêu Minh Tệ ra thì gần đây Tấn Dũng thấy có một vị sư cũng đang là tiếp bước theo cái pháp hành của Siêu Minh Tệ. Đó là chắc chị chắc cũng biết, em nói mé cho chị cũng biết ha, là sư Minh Đạo. Sư Minh Đạo hiện giờ cũng là đang đắp y phấn tảo và đồng thời cũng đang hành coi như buông bỏ để mà trở về với giác tánh chân như, để mà trở về là cái hạnh của các chư Phật Bồ Tát, coi như là gọi là có một cái pháp tu để mà làm cho chúng sanh thời mà pháp này phải giác ngộ để mà noi gương theo. Thì bây giờ em mời cho chị tặng cho Siêu Minh Đạo một bài thơ nữa. Nãy là Siêu Minh Tệ rồi, bây giờ tới Siêu Minh Đạo ha. Một Phật nơi đạo giới đức mạng này tu tập để ngày ngày hô hấp điện quang thì người tu mới được vững vàng đi đâu cũng đắng gỡ gàng họ chăm đi đến đâu cũng âm thầm di giác đến nơi nào cũng đường đát sớm hôm cũng như qua được trăm đêm thì người đời mới đặng như hôm người ơi. Nay ít tiếng dậy thời xin gửi đến người tu quy mến biết dường bao xứng danh là bậc anh hào nói gương người cổ đồng nương tu huyền nay mới tạo cơ trời phổ biến người tu huyền như miên hoa thơm. Thôi thì như thể quả đơn
chúc người tu niệm đạt thành kỳ công. Sao trời đời non bồng Phật cảnh được vui thay tâm tánh hiền hòa. Thôi thì dẫu ở phương xa là ngày xin chúc đồng cùng tu mi. Đến đây tạm dứt dần thi, chúc cho sư Minh Đạo đạt kỳ công tu. Nam mô A Di Đà Phật. Em nghe chị ngâm những cái bản thơ này làm cho em tưởng nhớ đến cô Hòa Lý. Kính thưa quý vị, là trước đây là quý vị biết là Tấn Dũng là cái người đầu tiên quay về là tâm linh mà các cô ứng khẩu thơ pháp, là thứ nhất là cô Hòa Lý, thứ hai là cô Năm Thảo, thứ ba là cô là Năm Bồ Đề, rồi cô Năm Chuột ở núi Cấm, toàn là những vị mà gọi là ứng khẩu thơ pháp, và sau đó là cô Năm Gồ Bao. Mà những cái bản thơ của chị quý vị thấy là nó rất là trắc bình đậu dặn, quý vị. Trắc bình đậu dặn nghĩa là nó dằn lớp. Mà đặc biệt một điều là chị học chưa hết lớp 1, quý vị. Thì đây là chắc có lẽ là chị cũng nhờ một cái ăn điển, hoặc là gọi là bên tâm linh thì gọi là ăn điển. Cũng như là chị có một cái điều rất là đặc biệt là chị nằm mộng thấy Đức Thầy dịnh lên đầu của chị, và đồng thời là kêu chị về dự lễ. Là sau đó chị đã có những cái gọi là chuyển căn, và cái thơ pháp này nó ứng ra. Như vậy thì hôm nay bây giờ chị em mình lâu ngày gặp lại, thì để nãy giờ nó chị kể về cái giấc mơ gặp thầy đó, thì chắc có lẽ là em sẽ mời chị ở trước chân dung của thầy, chị có thể ứng khẩu một bài thơ để gửi đến thầy, gọi là tri ân cái công đức của thầy. Tại vì thầy có nói là duyên lành mới rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần, mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thăng hồi này. Thì như vậy thì chắc có lẽ là chị cũng có một cái duyên lành, duyên sâu với thầy tổ, với Phật pháp, cho nên là chị đã mới gặp được những cái giấc mơ coi như là không phải ai cũng có, không phải ai cũng có được gặp thầy, hoặc ai cũng có được cái duyên lành để mà gặp thầy, để mà được như chị. Thì hôm nay chị sẽ ứng khẩu một bài thơ để tạ lễ tạ ơn thầy đi ha. Nam mô A Di Đà Phật. Tạ ơn công đức của thầy thương trò trong cảnh kỳ này mới chuyện xây, để cho con kẻ vững gầy tu huyền xóm tôi đắp xây đảo màu. Nhờ thầy nói lại duyên sâu, dầu cho cảnh tục có khổ đau, con cũng là tu huyền chân chất thật thà, Di Đà thượng niệm cho qua bể sâu. Ngày nay con được thăm bao, nhớ lời thầy dạy năm nào xa xưa, muối dưa con trẻ sớm chưa luôn luôn dình chặt không thớt thưa hai thời. Những lời thầy dạy không lơi thi văn để lại cho đời hậu lai, nhờ ân thầy tổ mở khai cho con giác ngộ tương lai sau này. Thầy ơi con trẻ kỳ này tạ ơn công đức nơi đây đạo thầy, bấy lâu thầy đã đắp xây dựng gầy thế hệ mai này cho toàn dân thương
thầy ta gắn ân cần, lập công bồi đức muôn phần được an vui. Ngày nay con trẻ tới lui, ngược xuôi sớm tối bãi bụi qua ngày, để tạ ơn công đức đạo thầy. Bụ sơn bốn chữ kỳ này lập nên, ngày ngày con trẻ chẳng quên nhớ thầy con cùng dậy thời cô công. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phải nói là một cái điều chúng ta rất là ngạc nhiên quý vị. Thay vì những nhà thơ văn thì mình muốn làm một bài thơ thì cũng phải suy nghĩ và đồng thời phải ghi đi chép lại và có thể là sửa tới sửa lui. Nhưng mà cái bản thơ của chị ứng ra thì mình nghe nó thâm sâu và ý nghĩa, và đặc biệt một điều là nó dặn ha, chắc bình đạo dặn hả vậy ha. Thì chắc có lẽ là em cũng không quên em. Lâu ngày gặp lại chị, chắc có lẽ là cũng nhờ chị tặng cho em một bài thơ coi. Ha, lâu quá rồi. Lúc trước chị cũng có tặng một bài rồi. Nhưng mà bây giờ hôm nay sẵn trong cái video này thì chị có thể tặng cho em Tướng Dũng Nghiệp Cầu Nhân Ái một bài thơ coi như là nói về em coi như thế nào. Em lâu quá em không biết em sao luôn. Sao? Dạ dạ. Nơi tình em chị bấy lâu xa vắng, gồm ngày hôm nay may mắn gặp là thương em chân chất thật thà. Biết lo tu niệm cho ông bà tổ tiên. Tu phải tu cho mình mà tu cho ông bà luôn ha. Chắc là kiếp trước có duyên, cho nên kiếp chót mới thanh tiên độ mình. Người tu thôi thì đó. Một kiếp hy sinh làm tròn bổn phận thì dấu hình Phật ban. Thương trong cô bác họ hàng, còn trông chờ em trẻ cô mang nỗi lòng. Em ơi hãy gánh hãy gồng, để cho gia đạo hoài trong yên lành. Thôi thì cố gắng tu hành, mót bòn công đức mới đắc thành quả cao. Mỗi ngày tu niệm chuốc trao, làm sao tành sâu ngày nào mình bớt dơi. Rồi đem vào tâm ý tuyệt vời, mới đắc thành chánh quả, mấy con trời xưng danh. Thế gian trần trược dứt dành, còn người tu niệm cười canh sớm chiều. Nhớ lời thầy dạy chắc chiêu, tây an để lại mười điều gắn ghi. Thầy truyền giáo lý dĩ thì, mình là con đạo phải ghi mà tường. Thôi thì sớm tối đồng nương, chúc em giữ tròn gáo tương chặt dinh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Phải nói là ý nghĩa của một cái bài thơ là nói về là giống như là có một cái lời khuyên, em gắng cố gắng để mà giữ con đường đạo. Ngoài tu bản thân ra thì mình còn có thể là cứu vớt được tổ tiên ông bà. Tại vì Đức Thầy có nói là trong nhà Phật có nói là nhất nhân hành đạo cửu huyền thăng. Không phải mình tu để mà mình cứu bản thân mình không, mà mình có thể độ được những người thân của mình, chẳng hạn như là những cửu huyền thất tổ bà cha mẹ nội ngoại. Nếu như mà mình tu mà đến cái quả vị mà
đắc á hả chị ha. Yeah, và đồng thời mình trong bước mình tu á là ơn trên cũng gia hộ cho mình đó. Yeah. Chư thánh, chư thiên, chư thần hay hoặc là ông bà của mình cũng đổ mình đó hả chị ha. Dạ yeah, đúng. Và đồng thời trong đó cũng có khuyến tấn em là tiếp tục trên bước đường hành thiện để mà giúp đỡ những là hoàn cảnh khó khăn. Yeah. Cũng như bước đường em đang làm đây. Dạ yeah, thì qua đây thì cũng cảm ơn chị đã dính thời gian nãy giờ cho em mình trò chuyện cũng đã hơn 45-50 phút rồi. Dạ, thì chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc tạm video này. Và dạ, đồng thời mời bà con mình sẽ xem một cái video tiếp theo là Tấn Dũng sẽ vào bên trong nơi gia cư của chị để là tìm hiểu tiếp tục về cái câu chuyện của chị. Nghe đâu chị có một cái duyên với mẫu cũng rất là đặc biệt quý vị. Có một cái duyên với mẫu rất là đặc biệt tại vì Tấn Dũng thấy bên trong chị có thờ một cái ngôi mẫu nữa. Cho nên thì cái câu chuyện tiếp theo là chị sẽ kể về một cái căn duyên mà chị có, tại sao chị lại có duyên với thầy rồi. Ha, mà lại có duyên với mẫu nữa. Đây là một điều rất là đặc biệt nè. Đó, thì bây giờ bà con mình hãy tiếp tục chờ một cái video thứ hai. Tiến Dũng sẽ cùng với chị Úc Đằng, pháp danh chị là gì chị? Ngọc Huệ Minh. Ngọc Huệ Minh. Đó, nghe cái tên rất là sáng suốt, rất là sáng các vị ha. Ngọc Huệ Minh. Đó, và bây giờ bà con mình hãy nhớ bấm đăng ký kênh và chia sẻ cũng như là theo dõi những video mới của Tiến Dũng để mà chúng ta luôn luôn có những video mới và đồng thời để Tiến Dũng sẽ tiếp tục đi tìm những vị đặc biệt như chị đây ứng khẩu thơ pháp và đồng thời là có những cái điều hay về tâm linh để cho bà con mình theo dõi nhé. Thì đây thì Tiến Dũng và chị Úc Đằng xin thái mến chào. Bây giờ trước khi chào thôi chị tặng bà con mình thêm một câu thơ gì nữa để cho kết thúc luôn. Mời chị tặng chung đi. Nó được đủ duyên ngày nay Tấn Dũng đến dù túc đã quay thôi thì trước lúc chia tay chúc bà con ngày sớm tối gắng lo chào rồi ngày lượt qua thời công phu gắng cố công ắt được đã sẽ có ngày công tôi thành danh. Nam mô A Di Đà Phật. Một cái điệu lý từ thơ ứng ra bị một cái điệu lý rất là hay tuyệt vời ha. Rồi quý vị hãy đón tiếp video của chị cũng như là những cái video mà Tiến Dũng sẽ sắp phát hành những tình khúc bolero. Hiện giờ thì bên công ty đã mời Tiến Dũng làm 100 bài bolero lặng cho nên là quý vị hãy từ từ đón xem và nghe những cái tình khúc của Tiến Dũng hát nha. Với một cái kênh mới sắp tới đây là ra mắt quý vị là Tuấn Dũng Bolero. Mời bà con mình hãy theo dõi nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, an lạc, an vui trong cuộc sống nha.